Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái loa súp vi tính nè các bạn. Đây. Nanxin. Mà sao nó nè. Thì hiện tượng của nó là khi mình mở lên đó các bạn, nó chỉ nghe cái tiếng ù nhỏ trong cái loa thôi chứ nó không có hát ha. Đó. Rồi, bây giờ mở nguồn lên. Nó nhỏ xíu nữa các bạn. Rồi, bây giờ mình cấp nhạc vô để mình kiểm tra thử coi nó hư cái gì ha. Đây, cổng in nè. Cổng out nè. Rồi, mở lên. Đó. Nó nhỏ xíu nữa các bạn. Cũng có hát nhưng mà nhỏ xíu à. Đây, hai cái loa vệ tinh nè. Giờ mình cắm thử coi nó có hát không ha. Không hát luôn. Đó. Nó chỉ hát hai cái loa vệ tinh nữa mà. Còn cái loa bass này thì nó không hát ha. Rồi bây giờ rút ra đi. Để mình tháo ra mình kiểm tra nó. Đây. Đây là cái phần bên trong nó nè. Đó. Chỉ có cái hai cái núm volume nè các bạn. Đó, hai cái núm volume, một cái loa với một cái ổ bên cái phần USB đó, thì trong đây thấy có dấu bị chuột cắn nè đó. Rồi bây giờ tiến hành kiểm tra thì ở trên đây nó có hai con IC nữa các bạn nè, hai con IC đang con đang con. Bây giờ mình phân ra cái phần mà nó lo vệ tinh đó thì nó đã hát rồi. Là chỉ có còn cái phần lo bass là nó không hát. Thì bass thì nó các bạn dò hai cái cọng dây màu đen nè. Nó dò hai cọng dây này. Đó các bạn dò hai cọng dây đỏ đen nè. Đó, nó vô lo nè. Là cái đường bass ha. Này. Nó vô đây, nó sẽ qua con IC này. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên các bạn xem có nó bị hở mạch không. Nó không có bị hở mạch thì các bạn kiểm tra con IC này. Thì trên đây nó đâu có cái gì khác ngoài cái con IC đó đâu. Đâu có cần phải đo đạc kiểm tra gì nhiều ha. Bây giờ mình đo nguồn có đầy đủ rồi á, thì mình kiếm con IC đó mình thay thôi. Bây giờ kiểm tra luôn. Đó. Thang 50. Mở lên. Thì cái nguồn nó đưa vô đây nè. Đó, đưa qua cầu diode xong rồi nó sẽ qua cái con tụ lục nguồn nè. Đó, cộng nè, trừ nè, mở lên. Có nguồn nữa các bạn. Có nguồn có nghĩa là cái mạch của mình ok rồi. Có nghĩa là mình cấp tới con IC nè. Nhưng mà nó không hát ra được. Thì mình cứ lột cái con IC này ra. Mình tìm con khác mình thay vô là ok ha. Rồi bây giờ tắt đi. Tháo IC ra. Đó, rất tản nhiệt ra nè. Con này là con TEA2025. Đó. IC nó nè.
Rồi tìm con khác thay vô ha. Đây 2025. Đó. Bây giờ thay vô ha. Các bạn nhớ thay đúng chiều ha. Ở trên đây nó có ký hiệu con IC nè. Mà trên đây nó có cái hình con IC luôn. Thì cái chấm đó đó là cái đầu khuyết của cái con IC mình nè. Đó, các bạn thay đúng chiều vô ha. Xong hàng lại thôi. Ok. Bây giờ mình mới mở lên thử ha. Rồi, mở lên. Đó. Có bát rồi nè các bạn. Rồi cuối cùng là mình tháo cái mấy cái này trong đây nè các bạn. Cuối cùng các bạn tháo ra là đấu cái dây, mấy cái dây đó lại nó bị chuột cắn đó. Đó, ở bên khiển của cái phần USB. Rồi mở lên. Ok, có bát nữa các bạn. Rồi, cho cái lò vệ tinh vô ha. Rồi, rất là đơn giản ha. Sau khi mà mình mở ra, mình kiểm tra, mình phân được cái con IC đó rồi, mình thay nó chạy nè các bạn. Nó cuối cùng là lên nó bị cái con IC này nè. Nó hát được nhưng mà nó nhỏ tiếng, nhỏ xíu à. Mình phải kê tiếng lỗ tai vô mình nghe mới được các bạn. Rồi, cuối cùng thì mình hàn lại cái mạch cho nó luôn ha. Ở đây bên con công suất bên đây nè. Mình cũng hàn luôn đi. Con này công suất này nó cũng giống con kia luôn các bạn. Nó chạy khác chỗ là nó ra cái đường tiếng center thôi. Công suất này thì nó không có lớn ha. Thì cái mạch này cụ thể á, là mình có sắp tới á, sẽ làm một cái mạch riêng ở ngoài, ráp ở ngoài cho các bạn xem ha. Ở bên cái kênh Phương KDX á. Nếu như mà quan tâm thì các bạn vào đó xem. Rồi nữa mình sẽ làm những cái mạch nhỏ nhỏ như vậy nè, cụ thể luôn. Còn dò trên đây thì nhiều khi cái video nó dài quá, các bạn thấy nó cũng không có hay. Rồi, nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bluetooth device FM 10 line in.